Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công điện tháo gỡ các khó khăn vướng mắc liên quan tới khai thác và cung ứng vật liệu xây dựng thông thường cho dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đã được khởi công từ ngày 1 tháng 1 của năm nay, nhưng mà đến nay tại một số gói thầu còn vướng mắc về nguồn vật liệu xây dựng thông thường. Ủy ban Nhân dân các tỉnh mới hoàn tất thủ tục đăng ký khai thác cho 14 mỏ, trong tổng số 51 mỏ đã được chủ đầu tư, nhà thầu trình. Sau khi hoàn thiện các thủ tục xác nhận đăng ký khai thác, các nhà thầu gặp khó khăn trong việc thỏa thuận giá chuyển nhượng, đền bù với người dân khu vực mỏ khai thác vật liệu xây dựng. Điều này làm ảnh hưởng lớn đến tiến độ triển khai thi công của nhà thầu. Nguyên nhân chính là một số các cơ quan và địa phương chưa nỗ lực và tích cực triển khai các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian qua. Để đảm bảo tiến độ, chất lượng dự án, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các bộ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố có dự án đi qua phải quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, công điện và thông báo kết luận của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để có những giải pháp quyết liệt, kịp thời, hiệu quả, tháo gỡ vướng mắc khó khăn trong việc khai thác, cung ứng vật liệu xây dựng cho các dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố có dự án đi qua và có mỏ vật liệu xây dựng thông thường nằm trong hồ sơ dự án, phải khẩn trương kiểm tra các cơ quan, đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện các thủ tục liên quan tới công tác khai thác mỏ mới và nâng công suất các mỏ vật liệu xây dựng thông thường đang khai thác phục vụ dự án. Chỉ đạo cho các cơ quan chức năng của tỉnh, chính quyền địa phương khẩn trương giải quyết các thủ tục đăng ký khai thác đã được các nhà thầu trình theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 của năm nay và đồng thời không đặt thêm các yêu cầu, điều kiện, thủ tục hành chính gây khó khăn và vướng mắc cho các nhà thầu và chủ đầu tư.